Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay thì mình rất vui mừng, phấn khởi và hồ hởi review và khui hộp cái sản phẩm mẫu bi LED cực kỳ là hot hit trên thị trường hiện nay. Nó chính là cái mẫu GLED Limited của công ty GTR Việt Nam. Và cái mẫu bi này cực kỳ là hot, nó hot đến nỗi mà một số các cái hệ thống lớn trên toàn quốc vẫn chưa có hàng để có thể khui hộp cái sản phẩm này. Và em rất là vui mừng khi là một trong những cái người mà đầu tiên mà cũng như là nhanh nhất có cái sản phẩm này ở trên tay và để khui hộp cho anh em coi. Nếu như anh em nào chưa biết đến cái sản phẩm này thì hãy nán lại trong vòng một khoảng thời gian là em làm một cái video này, thì các bác có thể là chiêm ngưỡng cái sản phẩm này, có thể là sẵn sàng rút hầu bao để các bác có thể độ cho những cái chiếc xe thân yêu của mình, cải thiện cái phần ánh sáng để tăng cường cái khả năng di chuyển. Nó mang lại cái sự an toàn, lịch sự và linh hoạt khi chúng ta di chuyển về đêm. Let's go. Trước mắt các bác thì hiện tại ở đây em đang bày mấy cái hộp của công ty GTR Việt Nam. Nó chính là cái mẫu bi LED cực kỳ là hot hit mới nhất thị trường hiện nay. Nó chính là cái mẫu GLED có cái mã là Limited của công ty GTR Việt Nam. Cái công ty GTR Việt Nam là một công ty chuyên cung cấp các cái giải pháp tăng sáng hiệu quả ở thị trường Việt Nam. Và bên công ty GTR luôn có những cái sản phẩm mang đến những cái giá trị thương hiệu nhất định của các cái sản phẩm của công ty này. Nó luôn luôn hướng đến những cái sản phẩm có giá trị và giá thành cao. Và hiện tại ở đây thì em đang cầm cái mẫu bi LED có cái mã là GLED Limited ở đây. Nó chính là cái sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ. Và cái phân khúc giá rẻ này thì cũng khá là lâu rồi thì công ty GTR Việt Nam mới đưa ra một cái sản phẩm giá rẻ. Và em thấy nó có một cái hộp mà mang một cái hình thức, một cái hộp màu mè mang cái hơi hướng khá là hiện đại ở đây. Và trước đó thì công ty GTR Việt Nam có đưa ra một cái sản phẩm, nó chính là cái mẫu bi LED Titan Black. Cái mẫu Titan Black này được các anh em ở trên thị trường rất là hưởng ứng về cái cấu hình của em này. Thứ nhất là cái giá tiền nó ở phân khúc gọi là giá rẻ, cận, tầm trung. Thì em này nó đang có cái mức giá niêm yết của hãng, nó chính là mức giá là 6 triệu đồng cho một cặp. Đó, thì cái sản phẩm này được anh em yêu chuộng độ đèn, độ đẽo ở trên toàn quốc biết đến cái sản phẩm này từ khá là lâu rồi. Và em này vẫn được lòng khách hàng cho từ những cái ngày đầu cho đến tận thời điểm bây giờ. Nó là tháng 4 của năm 2021 rồi. Và ở cái sản phẩm mới này thì liệu là phân khúc giá rẻ thì có đánh lại được em này hay không, hoặc là một phân khúc giá rẻ kế nhiệm cho cái sản phẩm mẫu mi LED có cái tên là Titan Black này, thì liệu hai em này nó có dẫm chân lên nhau hay không. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào là xăm soi cái sản phẩm mẫu bi LED mới nhất thị trường hiện nay. Nó chính là cái mẫu GLED Limited của công ty GTR Việt Nam. Trước khi đi khui hộp cái sản phẩm này thì em xin phép review qua một vòng về cái sản phẩm mà có cái hộp khá là đẹp và bắt mắt ở đây. Thì em rất là ấn tượng đối với lại cái sản phẩm mẫu mới hiện tại của công ty GTR. Nó là chính là cái mẫu GLED Limited ở đây. Thì em này được làm từ chất liệu là hộp bìa cắt tông, và xung quanh em này được in màu mè khá là đẹp và bắt mắt. Thì ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái logo rất là to màu đỏ có chữ GTR, và bên dưới là có tem chống hàng giả GTR Việt Nam. Ở bên dưới tem chống hàng giả này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái lớp nhũ. Thì khi chúng ta cào cái lớp nhũ đi, ở bên dưới nó sẽ có một cái mã, và đồng thời là ở phía bên phải của cái tem này nó sẽ có một cái mã QR code để chúng ta check hàng xịn chính hãng. Và cái sản phẩm này nó sẽ là cái sản phẩm chính hãng của công ty GTR Việt Nam. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy chữ GLED Limited ở đây, thì được in một cái màu là màu xám tro, khá là tương phản đối với lại màu của cái hộp này. Và xung quanh là những cái đường viền và đường chấm ở đây, họ làm bằng những cái màu cam, màu đỏ khá là đẹp và bắt mắt. Và chúng ta sẽ nhìn thấy thêm một cái mã QR code của cái sản phẩm ở đây. Và phía bên hông thì chúng ta không có cái thông tin gì. Về phía mặt dưới được điểm xếp bằng hai cái đường trang trí khá là đẹp. Và ở phía bên hông, phía bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là ở đây cái sản phẩm này sẽ được bảo hành là 1 năm. Và ở đây nó sẽ có hai cái mã chính, nó là cái mã T và mã Y. Thì cái mã T ở đây được đánh dấu tích, và cái màu của em này nó chính là màu 6000. Và ở đây nó sẽ có thêm một cái mã Y ở đây nữa, thì nó sẽ là dải màu là 5000 Kelvin. Và ở phía bên này cũng không có gì cả, phía mặt dưới không có gì. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi khui hộp cái sản phẩm của em này lên. Đó, khi mà khui hộp cái sản phẩm lên thì chúng ta sẽ thấy là có một cái những giấy xốp để chống sốc cho cái sản phẩm này. Và khi khui hộp lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái nem cạc. Đó, đây là cái nem cạc của bên em, thì em có đặt thêm vào đây thôi. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong một cái hộp khá là đẹp và ngay ngắn ở trong này, đó chính là 2 MB được bọc trong một cái lớp xốp chống sốc khá là ok. Như thế này thì chúng ta di chuyển hoặc là ship hàng đi các tỉnh thì nó rất là yên tâm, bởi vì cái lớp xốp này khá là dày và rất là êm. Thì ở trong cái sản phẩm này chúng ta sẽ có 2 MB ở đây. Và bây giờ là em sẽ khui từng cái sản phẩm lên để xem là trong một cái hộp này nó sẽ có những cái gì ở bên trong kèm theo cho chúng ta. Và ở đây thì em đã nhìn thấy một cái driver màu đen sọc kẻ giá khá là đẹp và có dập chữ nổi GTR.
Thì ở phía mặt sau ở đây thì sẽ có bốn con ốc để giữ cái phần bit ở đằng sau, có cái mục driver ở đây, và ở đây thì có tem bên em dán vào để bảo hành cho các bác. Và sản phẩm này sẽ được bảo hành chính hãng là 1 năm đó. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái cọng dây khá là cứng và rất là chắc ở đây, nó sẽ là một cái cọng connect và có cái gen để giữ không bị lỏng khi mà chúng ta di chuyển lắp lên những cái chiếc xe. Và đây là những là đầu cốt đồng chân tiếp xúc của các cực điện, và đây sẽ chính là hai cái đầu dây cấp điện cho cái phần driver cũng như là cái phần bi này nó phát sáng, nó sẽ nhờ hai cái dây đen đỏ ở đây. Rồi, để cái này qua một bên. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến những cái gì, và tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy ở trong này sẽ có một bộ phụ kiện, nó chính là những cái phần đai ốc ở đây và những cái phần chân cơ bản để chúng ta có thể độ lên những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta. Thì xin phép là em sẽ khui từng cái một ra vì đây trong này nó khá nhiều. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái con ốc bằng nhôm phay CNC khá là đẹp, rất là sắc sảo. Những cái sản phẩm phụ như thế này là em thấy họ làm như thế này là khá là cầu kỳ và sắc sảo. Và chúng ta sẽ nhìn thấy một cái đuôi cao su. Ở đây thì sẽ sở hữu thêm một cái pad chân H4, thì chúng ta có thể là gắn vào những cái chiếc pha đèn mà có cái chân H4. Thì những cái chiếc pha đèn xe phổ thông như những cái chiếc Hyundai i10 chẳng hạn đó, thì những cái đèn đó sẽ là chân H4, thì chúng ta độ vẫn những cái phần bi này vào cực kỳ là dễ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái phần chấu chân cài của những cái bóng mà có cái chân H7, chân 9905 đó. Thì cái mẫu bi này nó sẽ là thuộc là mẫu bi đa năng, thì chúng ta có thể gắn được cho nhiều các cái loại xe khác nhau. Và tiếp theo thì ở trong hộp này thì em có nhìn thấy ở đây có hai quả pháo. Để em mang nó lên. Đó, thì chúng ta sẽ được cấp thêm hai quả pháo này. Hai quả pháo này nó sẽ có giải điện áp là 16V và 700mi trên một quả. Em này nổ khá là to. Cái này thì em nói đùa nói vui thôi, thì cái này nó chính là cái tụ bù khi những cái chiếc xe mà chúng ta lên chế độ pha cốt nó hơi chậm, thì chúng ta có thể là dùng những cái phần tụ này thì lên chế độ pha cốt thì nó sẽ nhanh và mượt hơn. Rồi, và tiếp theo ở trong hộp này sẽ có cái gì? Tiếp theo ở trong hộp này thì em thấy đây là sẽ là cái gói chống ẩm. Cái này thì để vào đây, không quan tâm nó lắm. Và tiếp theo ở phía bên này thì em đã nhìn thấy hãng không quên trang bị cho chúng ta một cái túi. Ở trong nó có một chiếc khăn. Thì cái túi này nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó thể hiện là cái sự quan tâm của hãng GTR Việt Nam này đến cái sản phẩm này khá là chau chút. Thì những cái khăn này nó rất có ý nghĩa đối với lại những cái anh em thợ, và khi lắp đèn thì có thể là khi cái phần tay của người ta đụng chạm đến cái phần kính đèn, những cái phần len kính, thì có những cái khăn sạch như thế này thì chúng ta lau nó cực kỳ là sạch sẽ và rất là đẹp. Đó, một cái sản phẩm nó hoàn thiện tỉ mỉ đến từng cái khăn như thế này, quá là đáng khen cho công ty GTR Việt Nam. Một cái sản phẩm thuộc cái phân khúc giá rẻ nhưng họ trang bị từ những cái khăn này thì em cảm thấy là một cái sản phẩm có bàn tay chau chút. Rồi, và tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái sản phẩm chính của chúng ta ở đây. Cái sản phẩm chính của chúng ta ở đây nó chính là cái phần bi. Ở đây thì nó sẽ có hai phần bi giống nhau, thì ở clip này thì em xin phép là em sẽ khui cả hai phần bi ra. Thì hiện tại là cái bàn của em đang khá là chật vì em đang bày một số các cái hộp đèn cộng với lại cái máy test công suất của em ở đây rồi. Rồi thì bây giờ là em sẽ moi cái em nhân vật chính của chúng ta ở đây ra. Và xin phép chia sẻ với các bác, đây chính là em nhân vật chính của chúng ta ở trong cái video clip này. Đó, thì vừa qua thì em đã quay cho các bác coi một vòng cái sản phẩm này. Thì bây giờ là em sẽ đi như thường lệ từ phía đầu cái phần thấu kính của chúng ta ở đây, và tiếp theo là sẽ đến những cái phần đằng sau này. Thì các bác có thể nhìn thấy ở phía đằng trước em bi này nó có sở hữu một cái phần thấu kính khá là đẹp và sắc sảo. Em này được tráng một cái lớp màu tím cực kỳ là đẹp ở đây. Thì hiện tại là em đang bật flash thì các bác sẽ không nhìn thấy cái màu tím nó ánh lên khá là đẹp. Và cái lớp màu tím này nó sẽ có cái tác dụng là trang trí cộng với cái tác dụng là chống chói, giảm thiểu cái ánh sáng chói khi mà những cái xe khác nó soi ngược vào cái đèn này, nó sẽ giảm thiểu cái phần ánh sáng dư thừa đó, nó sẽ cản cái phần ánh sáng chống chói rất là tốt. Và ở trên cái sản phẩm này chúng ta sẽ nhìn thấy một cái chữ GTR đó, các bác có thể nhìn rõ cái chữ GTR được in ở trên cái chất liệu là thủy tinh như thế này, cực kỳ là đẹp và sắc sảo, cực kỳ là đẹp và sắc sảo các bác nhá, nó nhìn rất là nét luôn. Thì những cái công nghệ mà đúc ra những cái phần thủy tinh mà có được những cái chữ mà nó sắc nét như này thì nó là một cái công nghệ cực kỳ là cao cấp. Và những cái sản phẩm mà được hoàn thiện với chất lượng là cao cấp như thế thì những cái sản phẩm này thì chúng ta khi lắp đặt lên những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta cực kỳ là yên tâm. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bầu housing ở đây. Cái bầu housing này nó chính là cái phần pad để đỡ cái phần bi kết nối với lại cái phần pad ở trên cái bi của chúng ta ở đây. Thì em này được làm bằng nhựa các bác nhá. Em này được làm bằng nhựa và chất liệu nhựa này khá là đẹp và sắc sảo. Thì ở đây thì các bác có thể nhìn cái phần ống ánh đó, cái phần cát ở trên cái phần nhựa đen này. Điều này chúng ta có một cái sự đầu tư, một cái sự sản xuất một cách là bài bản. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía bên dưới này, nó chính là cái bầu nam châm điện, nó chính là cái phần hút màn chập. Thì ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là cái phần bầu nam châm điện này cực kỳ là to.
nó sẽ cho chúng ta có những cái pha bật chế độ phá cốt cực kỳ là chuẩn xác và nhanh gọn và dứt khoát. Nó sẽ không bị tạo độ trễ như những cái sản phẩm khác có những cái cuộn cảm như thế này khá là nhỏ, và cái cuộn cảm nó khá là to như thế này thì nó sẽ tạo một cái lực hút rất là mạnh, cho nên là chế độ pha cốt nó rất là mạnh và dứt khoát. Và tiếp theo ở phía mặt trên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần bầu nõn để chứa cái phần chip led chính của chúng ta ở trong này được làm khá là cao và to. Những cái bầu nõn mà có cái thiết kế vòng lên cao và to như thế này thì nó sẽ đưa cái phần ánh sáng cực kỳ là mạnh ra cái phần bi ở đây. Và điển hình và cái mẫu này thì tí nữa thì chúng ta sẽ test cái phần ánh sáng. Và xin nhấn mạnh một lần nữa, cái phần bi này được GTR Việt Nam đưa ra ở cái phân khúc gọi là giá rẻ, nhưng những cái mà chúng ta nhận lại được nó sẽ khá là cao cấp. Và tí nữa thì em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế cho các bác coi. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có cái chữ Limited ở đây, thì hiện tại là em đang dán cái tem của bên em, bảo hành của bên em vào đây rồi, thì nó sẽ che cái chữ này đi. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái pad. Cái pad này được làm bằng sắt dập, sản phẩm mà được làm bằng sắt dập như này thì nó khá là cứng vững. Thì khi chúng ta lắp lên những cái chiếc xe thì nó khá là cứng vững, nó không bị rung lắc khi mà chúng ta di chuyển ở những cái cung đường xấu. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây họ có dập một cái mã khá là nhiều ký tự ở đây. Và ở đây thì em thấy là nó có một cái số là 5008. Cái số 5008 này chính là cái dải màu thực của cái MB này. Còn ở trên hộp thì họ in là 6000, ở đây là in là 5008, nó mới là dải màu thực của MB này các bác nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn phía bên dưới ở đây. Phía bên dưới ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái phần cánh tản nhiệt ở đây. Cái phần cánh tản nhiệt này nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái công tác là tản bớt cái phần hơi nóng của cái phần chip led, khi mà cái phần chip led của chúng ta được dán ở phía mặt trong của cái bầu nõn ở đây. Hơi nóng thì nó sẽ đưa xuống cái phần tản nhiệt ở đây. Và cái phần tản nhiệt ở phía hai bên này được một em quạt có công nghệ là nút led không chổi than được nằm ở giữa này. Và cái em quạt này khi em test thì em thấy nó khá là mạnh nhé. Và cái phần gió đưa ra hai bên này rất là nhiều. Cái điều này nó sẽ đảm bảo cho chúng ta di chuyển những cái quãng đường dài với một cái thời gian khá là dài thì cái phần chip led của chúng ta nó vẫn được hoạt động một cách là mát nhất, tối ưu ánh sáng nhất có thể. Thì cái phần chip led thì các bác cũng biết rồi, tất cả những cái phần chip led hoặc là những cái phần phát quang nói chung, khi mà ở một cái dải nhiệt độ nhất định ấy, thì nó sẽ cho cái phần ánh sáng đạt công suất hiệu quả cao nhất. Còn nếu như cái phần dải nhiệt của cái bi này nó kém thì cái phần ánh sáng đó nó sẽ bị giảm sút, thậm chí là cái phần chip led của chúng ta nó sẽ bị quá nhiệt và cái phần ánh sáng nó sẽ bị biến dạng, đổi màu đi. Và cái phần quạt này là cực kỳ là quan trọng đối với lại những cái phần bi như này. Và một cái quạt tuy có kích thước khá là nhỏ nhắn ở đây nhưng em đánh giá cái quạt này khá là cao, bởi vì là cái phần gió lưu thông sang hai bên này làm mát rất là tốt. Em đã cầm test thử ở trên tay những 15 phút, phần quạt này nó đưa cái phần gió ra rất là mát, khiến cho cái người cầm cảm giác là nó vẫn là dễ chịu, nó không bị gây khó chịu khi mà cầm nó ở trên tay khi mà test ở cái khoảng thời gian là tầm 15 phút. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy em này, nó là một cái điều đáng giá, nó là một cái điều rất là đơn giản nhưng lại mang lại cái sự thuận tiện khá là cao và cái độ linh hoạt cho MB này. Nó chính là cái phần đuôi gen ở đây. Cái phần đuôi gen này thì nó sẽ là phần đuôi gen đa năng, thì chúng ta có thể là gắn được cho những cái chiếc xe mà có những cái bóng mà chân H4 này, chân H7 này, chân 9905, 9906 vân vân. Đại loại những cái phần pha mà đủ to để chúng ta có thể cho những cái phần bi này vào, mà chúng ta có thể lắp lại và xoáy con ốc ở phía đằng sau này. Mà chúng ta thao tác trên những cái chiếc xe đó thì những cái pha nó được giữ zin, nó không bị cắt khoét đục đẽo như những cái sản phẩm khác ở trên thị trường. Và cái điều này là cái điều mà em rất khoái ở những cái phần bi như thế này. Và ở đầu video thì em có cầm một MB Titan Black đó. Thì các bác có thể thấy là cái sản phẩm bi Titan Black này được các bác tài và các anh em độ đẽo đèn ở trên toàn quốc rất ưa chuộng cái sản phẩm này. Nó chính là cái phần đuôi gen ở đây, cái điều mà làm nên cái sự sáng giá của cái sản phẩm bi Titan Black ở đây. Và em này nó cũng được thừa hưởng cái đuôi này, đó là một cái điều đáng giá. Một cái tuy rất là nhỏ thôi nhưng em cảm thấy nó là một cái sự quan tâm của cái nhà sản xuất này đến với khách hàng của chúng ta. Và MB này nó sẽ có một cái linh hoạt là gì? Là khi chúng ta độ vào những cái phần pha đèn dành cho xe máy thì ở phiên bản y như ở lúc đầu em chỉ ở cái hộp đấy thì nó sẽ không có phần đuôi này. Hoặc là chúng ta thích cái dải màu là 6000 Kelvin, ánh sáng trắng sạch đẹp thì chúng ta có thể là mua cái mẫu mà có cái dải màu là 6000 Kelvin ở đây. Thì chúng ta về chỉ cần tháo cái phần đuôi ra thì chúng ta sẽ được một cái phần bi mà không có đuôi ở phía đằng sau này, khá là vuông, đẹp và sexy. Thì chúng ta sẽ tháo ở đây ra. Và cái điều tháo ở đây ra thì em thấy nó hay hơn ở cái phần bi Titan Black là gì? Thì các bác có thể nhìn thấy ở đây là em sẽ cầm hai cái bi nó tương đương nhau. Đó thì các bác có thể thấy là cái phần đuôi khi mà chúng ta tháo cái phần gen ở đằng sau ra thì cái phần đuôi của MB Limited này nó khá là ngắn, nó chỉ ngang mấy lại cái phần chữ Black ở đây thôi. Đó, thì em để như này thì các bác dễ so, nó chỉ ngang mấy tầm này thôi. Cái điều nó ngắn như này thì nó sẽ rất là hay ho. Là gì? Là khi những anh em mà yêu thích những cái phần bi như này thì anh em có thể độ vào những cái chiếc xe máy
Thì các bác có thể biết là những cái chiếc xe máy thì thường là những cái xe số phổ thông ấy, hoặc là những chiếc xe tay ga, do cái mặt phần cứng của những cái chiếc xe đó nó khá là chật chội thì chúng ta không thể nhét được những cái quả bi ba inch này vào. Vì là cái thiết kế nó khá là ngắn gọn như này thì cái việc độ đẽo của chúng ta lên những cái phần chiếc xe máy đó nó cực kỳ là dễ dàng cho chúng ta, nó khá là ok. Và những cái phần bi có cái phần kích thước nó ngắn như thế này thì khi chúng ta độ vào những cái phần pha ô tô mà nó có cái chiều nông của cái phần chóa đèn thì nó khá là dễ. Có một số cái loại xe thì khi em lắp cái mẫu bi Titan Black này vào thì lắp vào khá là ok, nhưng khi mà đậy kính vào thì nó hơi bị chạm một xíu ở đây, bởi vì là cái chiều dài của em này nó vẫn chưa được tối ưu. Ở cái sản phẩm mẫu mới nhất của năm 2021, sau khi là đã được tinh chỉnh, lược bỏ một số các cái rèm thừa ở trên cái mẫu Titan Black này, và nhà sản xuất họ đã đưa ra một cái phương án không thể hợp lý hơn, nó chính là cái phần này họ đã thu ngắn lại. Cái điều này nó cực kỳ là hay và rất là ý nghĩa đối với lại những anh em độ đẽo trên toàn quốc, và những anh em có thể là yêu thích khoa học có thể là về tự lắp một cách là đơn giản và thuận tiện nhất. Đó, cái sản phẩm này nó là một cái sản phẩm giá rẻ nhưng nó hội tụ được khá là nhiều những cái mà em cho rằng nó là một cái tinh hoa công nghệ của công ty GTR. Đối với cái sản phẩm này, họ đã rất là trau chuốt, họ đã nghiên cứu rất là tỉ mỉ, họ đưa ra được những cái phương án tối ưu nhất cho những cái dòng bi mới nhất trên thị trường hiện nay, nó chính là mẫu bi GLED Limited ở đây. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu GLED Limited của công ty GTR Việt Nam ở đây. Thì bây giờ là em sẽ kết nối cái phần driver vào mấy lại cái phần bi GLED X này để em test cái phần ánh sáng thực tế. Rồi thì chúng ta sẽ phải vặn gen vào để cho nó đảm bảo là nó được kết nối điện một cách là ổn định nhất. Và em xin phép em chia sẻ là lý do tại sao là các cái video em luôn luôn test ở cái điện áp là 14,71 hoặc là 14,6 mấy ở đây. Thì các bác có thể hiểu là ở những cái chiếc xe máy hoặc là những cái chiếc ô tô khi mà nổ máy lên ấy, thì cái giải điện áp nó sẽ ổn định ở cái mức là trên 14V, từ 14V5 cho đến là 14V8 thì em sẽ để là 14V71 ở đây, thì nó sẽ phù hợp điện ở trên những cái chiếc xe ô tô cũng như là những cái chiếc xe máy đó. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng của cái chế độ code của MB GLED X ở đây. Ở cái chế độ code của MB GLED X ở đây thì giải điện áp nó đang là 14,71 và cái dòng ampere đang là 2,7 ampere, và cái giải watt nó đang là 39W các bác nhé. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng của chế độ pha. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng của chế độ pha. Thì hiện tại ở đây thì giải điện áp đang là 14,71 và dòng thì đang là 3,3 ampere, và cái công suất nó đang đạt là 49W. Và bây giờ là em sẽ để một xíu để xem là cái watt này nó có bị giảm sút xuống hay không. Đang em đã sẽ là giả sử là test ở cái môi trường bình thường đang thông thoáng ở trên cái mặt bằng của em ở đây. Đó thì các bác có thể thấy là cái giải công suất của cái bóng này nó vẫn được giữ ở cái mức là 49W như thế này, thì em thấy khá là ok. Tuy là một cái sản phẩm giá rẻ nhưng nó vẫn giữ được cái phần công suất nó ổn định như thế này thì khá là ok. Rồi thì bây giờ em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế mà test cái phần BLED GLED Limited ở đây, ở ngoài đường, xem là cái phần ánh sáng nó đưa ra như thế nào. Và những cái sản phẩm giá rẻ này thì thường là em sẽ test khá là kỹ, thì các bác sẽ vui lòng nán lại trong ít phút nữa để em đi test cái phần ánh sáng này. Và những cái sản phẩm giá rẻ này thì chúng ta cần phải test kỹ hơn là những cái sản phẩm cao cấp. Dù sao thì em này nó sẽ là cái sản phẩm giá rẻ nên chúng ta sẽ phải khắt khe hơn với em này khá là nhiều. Và ở clip sau thì em sẽ đi so sánh ánh sáng trực tiếp của em Limited ở đây đối với em Titan Black để xem là giữa một phân khúc là giá rẻ cận cao cấp, một phân khúc là giá rẻ, thì hai cái sản phẩm này có cạnh tranh được với nhau hay không, hoặc là nó có bị giẫm chân với nhau hay không. Bởi vì cái công ty GTR Việt Nam này họ có phân phối cho chúng ta cả cái sản phẩm là Titan Black ở đây. Cái mẫu Titan Black này thì không nói thì các bác cũng biết rồi, rất nhiều anh em ưa chuộng cái sản phẩm này. Thứ nhất là em này có cái giá thành rẻ, thứ hai là nó có một cái đường cắt ánh sáng cực kỳ là đẹp, và nó có đường chân cốt cực kỳ là sexy, hình chân cốt hình vòng cung này. Em rất kết cái phần ánh sáng của MB này. Và bây giờ là em sẽ đi test cái ánh sáng thực tế của cái mẫu bi này. Nếu như các bác có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp bên em theo cái số điện thoại em sẽ để ở góc màn hình đó. Thì bên em sẽ tư vấn cho các bác những cái mẫu sản phẩm mà có cái giá thành rẻ cũng như là cái chất lượng nó ok nhất có thể. Rồi thì bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi mới nhất và hot hit nhất trên thị trường hiện nay. Nó chính là cái MB GLED, có cái tên thương hiệu là GTR, và MB này nó sẽ có cái mã là Limited. Và cái sản phẩm này nó sẽ hay và có cái kiểu dáng rất là ưa chuộng ở trên thị trường hiện nay, nó chính là cái phần đuôi gen ở đây. Thì cái phần đuôi gen này ở clip trước thì em đã nói với các bác rồi, và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi có cái mã là Limited của công ty GTR ở Việt Nam. Đó thì như các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng này khá là đẹp và đều. Thì các bác có thể thấy là khi cái người đi ngược chiều từ phía đằng xa kia, người ta đi người ta không bị chói mắt. Đó, và cái phần ánh sáng này thì các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng từ cái phần chân ánh sáng cho đến cái phần đường cắt ánh sáng kia
nó là một cái đường ánh sáng trải đều cực kỳ là đẹp và mịn. Và ở đây thì em đang test ở trên cái mặt đường, nó rộng chỉ có 5m, thế nên là nó sẽ không bao quát được toàn bộ cái phần ánh sáng của cái phần chế độ cốt này. Thì ở trên màn hình thì các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng này cũng khá là ok. Và ở hai bên này thì nó đang bị vướng cây, là chúng ta sẽ không nhìn thấy cái độ rộng hoàn toàn của cái phần chế độ cốt này. Thì cái điều đáng khen cho cái sản phẩm này thì em thấy là từ cái chân ánh sáng, nó là cái phần có cái đường màu cam kia, cho đến cái đường cắt ánh sáng từ phía đằng xa kia, thì nó sẽ có cái phần ánh sáng cực kỳ là rộng và đều, rất là mịn. Đó, đây là một cái sản phẩm được đưa ra thị trường với phân khúc định hình, nó chính là cái sản phẩm giá rẻ để cạnh tranh với các sản phẩm giá rẻ khác ở trên thị trường. Và cái phần ánh sáng này thì theo như em cảm nhận thì nó không có cái độ rẻ một tí nào đối với cái sản phẩm này. Và những cái thương hiệu được anh em biết đến từ lâu, nó chính là cái thương hiệu GTR. Thì những cái sản phẩm của GTR này họ đưa ra thị trường đều có những cái sản phẩm có cái chất lượng. Chế độ cốt, và bây giờ này em sẽ bật ở chế độ pha cho các bác coi. Đó, chế độ pha sáng bừng cả một khu. Cốt, pha, cốt, pha. Đó, thì khi em cốt pha này thì các bác có thể nhận ra nó chính là cái phần ánh sáng từ cái chân cốt cho đến cái phần ánh sáng từ đỉnh cái pha này, nó chính là từ cái biển phía đằng xa kia. Cái dải ánh sáng, cái phần cốt khi mà chúng ta đẩy pha lên thì cũng không bị thay đổi. Đó, cái điều này nó sẽ là cái điều hay cực kỳ sáng giá đối với cái sản phẩm gọi là giá rẻ của công ty GTR Việt Nam tung ra thị trường. Và cái sản phẩm GLED Limited này, nó đã làm tốt cái vai trò là một cái sản phẩm cạnh tranh với tất cả những cái loại pin LED giá rẻ khác ở trên thị trường. Nó chính là cái phần ánh sáng. Thì các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng từ cái chân đường cắt ánh sáng màu cam, đây là từ chân cốt mà ra đến cái biển phía xa đằng kia. Thì hiện tại là theo như mắt em cảm nhận là cái biển phía xa đằng kia nó vẫn cứ rất là sáng. Nhưng do cái máy quay của em thì cái phần ánh sáng khi mà quay đêm này, cái mắt máy quay nó chỉ thu lại được ánh sáng như thế thôi. Thì ở cái phía đằng xa đằng kia thì các bác có thể nhìn trên máy quay thì nó hơi tối hơn một xíu so với thực tế. Và khi chúng ta nhìn ngoài thực tế này thì nó khá là đảm bảo cái phần ánh sáng. Và cái phần ánh sáng em ưng ý nhất là nó sẽ là từ cái phần chân cốt cho đến tận cái biển ở đằng kia. Nó là cả một cái dải sáng, sáng bừng cả con đường này lên. Nó sẽ đảm bảo cho chúng ta di chuyển ở cái dải tốc độ cao, cũng như là những cái ngày mà thời tiết xấu thì chúng ta vẫn có thể đảm bảo là dễ nhìn với cái dải màu sắc cực kỳ là đẹp và bắt mắt này. Nó chính là cái dải màu là 5800 kelvin. Em rất thích cái dải màu 5800 kelvin này. Thứ nhất là nó không sáng quá và nó cũng không sẫm màu quá. Nó là một cái dải màu hài hòa giữa cái dải màu là 5000 và dải màu là 6000 kelvin. Đó, nó vẫn cho chúng ta một cái cảm giác là cao cấp và sang trọng của những cái dải màu 6000, và nó vẫn cho chúng ta được cái dải màu gọi là bám đường của cái dải màu 5000. Đó, thì đây là em để đằng sau cái bi. Đó, thì các bác có thể là cái thấy là cái phần ánh sáng nó trải đều rất là đẹp. Và bây giờ là em sẽ để chế độ cốt. Đó, cái đường cắt ánh sáng cực kỳ là mịn và ok. Quá là phê các bác ạ. Với cái số tiền đầu tư cho một MB này nó khá là rẻ. Hầu như là cái phân khúc của MB này nó đưa ra nó gần như là gọi là rẻ nhất nhì trên thị trường. Đối với một cái sản phẩm chính hãng và một cái thương hiệu mà có những cái sở hữu những cái mặt hàng nó chính là những cái phần bi mà có tên tuổi ở trên thị trường, mà đưa ra được một cái sản phẩm giá rẻ mà cấu hình rất là ok, rất là cao như thế này, thì em nghĩ là quả là một cái điều đáng quý. Đó, đây là toàn bộ khung cảnh của em đang test. Và em này thì em bật từ nãy đến giờ thì nó khá là mát các bác nhá. Đó, nó khá là mát. Và cái phần quạt gió ở đây nó rất là êm. Và em quay một vòng lại cho các bác coi. Thì hiện tại em đang test ở đây, nó là đường về ban đêm, cho nên là nó hơi ồn một xíu. Thứ nhất là những cái tiếng ồn do những con động vật nó mang lại, cộng với lại những cái xe mà đi trên đường nó khá là ồn. Rồi cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video clip sau. Và sau đây là một vài hình ảnh đẹp trong cái quá trình em test cái mẫu bi GLED Limited của công ty GTR Việt Nam.